Tuấn Cường Vlog, mọi người chăn nuôi, để là chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 3 2021, mình trở lại chạy bò của anh Duy ở Châu Thành, Đồng Tháp nha anh em. Thì anh Duy có về lô bò mới hàng tuần, anh Duy có về 1-2 lô bò như thế này nha anh em. Thì anh Duy cũng bán rất là chạy nên không có làm cái video. Thì hôm nay mình cũng không có ở không, mình làm video cho anh em xem nha. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại chạy của anh Duy, và anh Duy sẽ báo giá cái lô bò đựng mới nha anh em. Thì anh Duy đã báo giá đây là bao tiền xe 100 km cho các anh em toàn miền Tây nha. Anh em anh Duy có giao các miền ngoài luôn nha anh em. Nếu mà cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Duy. Rồi mời các anh em cùng theo dõi hết cái video xem bò thế nào và giá cả ra sao nha. Hôm nay em có mấy con bò báo giá cho anh em gần xa cùng xem nha. Coi biết giá bò hôm nay ra sao nha. Có lên xuống gì không nha. Thì hôm gà em không có quay, không có lên video nha anh em, nhưng mà em vẫn có bò nha. Mỗi ngày đều có bò về nha anh em. Bò chạy của em thì nó hàng tầm từ 20 tới 25 là nhiều nha anh em. Cao gáo bự con dày đòn chứ thể loại đùi đít muối thì nó ít nha anh em. Thể loại cao, xương to, dài thì em có nhiều. Thể loại đùi thì em vẫn có, nhưng mà ai đặt hàng thì em mới đem về nha. Tại ở đây em bán cái hàng này chạy thì em đem cái hàng này thôi nha. Rồi con 3B đầu tiên 5 tháng rưỡi tuổi, tầm từ 5 tháng rưỡi trở lên nha. Cao 1m1 trên, có 1m102, 1m103 đó. Cũng có đo phỏng thử rồi nè. Chân cẳng hoàn thiện. Rồi đúng yếm cũng hoàn thiện. Cái chân bò em bán ra thì giò là em bao giò cẳng hoàn thiện nha. Đúng đồ hoàn thiện hết. Bao đổi trả, bao ăn uống anh em luôn. Giao anh em có lỡ đi xa cũng đi tới nơi bắt về cho anh em nữa. Giò đồ phải hoàn thiện, còn con nào mà không hoàn thiện thì em cũng phải nói trước. Chứ không có quay mà không có gàn, không dấu tích gì. Con thứ hai, con 3B thứ hai cũng cao 1m1 lẻ, 6 tháng. Bò này đít dữ. Giò to. Rồi con này 24.500.000 nha. Anh em nào thấy hợp lại thì nhắc máy gọi cho em. Rồi con thứ ba thì pháp này nó màu chì chì nha. Đầu cổ bự, giò bự, 5 tháng tuổi. Cao 1m lẻ. Cái này có lẽ 5 lẻ 6 nha. Hãy đôi em thấy lẻ 6 đó. 20.500.000. Rồi báo anh em biết là giá này em báo em bán tại chuồng nha. Bắt 4 con thì em giao 100 km nha. Còn bắt một cặp thì em không thể nào giao được nha anh em. Tại cái này mua bò cũng hơi khó, mua giá căng nha. Rồi anh em gần xa cảm thấy có bò nghé dưới cái giá em đưa ra khoảng 500 đến 1 triệu thì gọi cho em. Em đến tận nhà mua. Bò thì em về mỗi ngày nha, nhưng mà video thì em ít ra nha anh em, không có thời gian, với lại em bán cho lái rồi thì em không ra video được nha. Con kem trắng này cũng 1m lẻ, cứng 1m, giò cẳng bự cực kỳ luôn. Giá 20.500.000. Thì bò quay thế nào thì bò ra ngoài nếu mà thì ở ngoài giá như vậy nha anh em. Nhiều khi mấy con bò này em bán rồi thì lại mấy con bò gan vậy, thì tầm giá này em đưa ra thì bán vẫn vậy nha. Chứ không phải quay khi quay mà nói bò rẻ mà tới chỗ kêu bò cao nha. Anh em mà thấy hợp lại thì gọi cho em. Tùy chỗ anh em mà gần xa mà có mức giá thương lượng riêng nha. Anh em nào gần thì lợi thế, không có phụ thêm tiền xe, còn anh em nào ở xa quá thì phụ tiền xe em chút đỉnh. Rồi con 3B này thì nó 5 tháng rưỡi tuổi, chân cối luôn á, chân giò cối, cũng mầm con bò lắm, con bò này cũng dày lắm.
Con bò này 21.500. Cao 1m03. Thì em báo như vậy nha, anh em nào muốn mua qua mạng thì em quay sơ lược lại một lần nữa nha, đo cụ thể luôn nha. Đo từ con vậy đó cho anh em xem nha. Ở con 3B, cái bên này 3B này 6 tháng nhưng mà cách sữa mẹ cả tháng rồi. Hơi cứng con bò nhưng mà nó không có mặn bò hung. Da cắn thì đẹp. Con 3B này thì 22.500. Rồi con bò này kem trắng giấy, lông xù nhẹ, giò to, đòn dài mà thả đòn dài lắm nha, mà cổ vắng nha, đùi suông suông thôi chứ không đùi hung. Bò ở chạy em không có nhiều là không phải nha, không có, em không có bò nha anh em, tại nhiều khi mới xuống xe là có người bắt rồi nha. Anh em nào mà hữu ý muốn mua thì gọi điện đặt em trước khoảng 1 ngày tới 2 ngày. Cái mẫu bò của trại em thì từ 20 tới 25 là nhiều nha. Cao dài đòn, vàng xương to. Chứ thể loại đùi đít thì em ít có, vẫn có nhưng mà ít. Tại vì hàng đó đây bán chậm nên không có bắt gì nhiều nha. Có anh em nào đặt hàng, miếng có đặt là em có đem về, không mua cũng được. Tại xem không hợp thì không mua cũng được. Đó, anh em xem gì đó. Rồi. Bò thì về mỗi ngày luôn nha, chứ không phải một tuần 1-2 chuyến nha anh em. Ngày nào em cũng đi bắt hết chứ. Thì ở nhà em cũng có người bán riêng nha. Nhà em vẫn còn người bán, em vẫn ngày nào cũng vẫn đi bắt nha. Thì bò không Pháp vàng bánh mì, cao 1m lẻ. Bò này hơi ốm nè. Bò này 21.000. Hôm nay còn được 8 con nha. Rồi anh em nào cần thích cái mẫu bò này mà cần số lượng nhiều thì em vẫn có giao, cũng như 1-2 ngày thì em giao 5-10 con thì có nha, chứ một lần mà 20-30 con thì không có. Nếu 20-30 con thì cho em thời gian 5-10 ngày thì vẫn có, hoặc anh em tới chỗ mua của em được bao nhiêu con á thì mua, em vẫn lại anh em lái của em á, anh em làm chung nghề của em á rồi mua. Rồi tính tiền xe cho em thôi, em chở tới chỗ thôi. Chỗ của em cũng kết hợp với những trại khác để làm nha. Chứ em không có mua của lái bán lại thì nâng chi phí lên cho anh em nha. Anh em nào mua của em không đủ, em dẫn lại anh em lái khác mua rồi em chở tận nơi. Nếu mua em được 4 con thì em không tính phí gì thêm nha.